Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái ban rất là hay gặp trong quạt điều khiển, và cụ thể là trên mình đang sửa trên một cái quạt Vidawin, quạt trần Vidawin. Mùa hè gần bây giờ chưa đến mùa hè nhưng khách đã đem tới sửa quạt rồi. Với cái ban của nó là bật lên quạt chạy được tí cái tự thì tự tắt các bạn ạ. Tức là chúng ta dùng điều khiển chúng ta bật, kể cả quạt điều khiển cũng thế nhé các bạn nhé. Chúng ta bật này, quạt chỉ quay được vài vòng cái hoặc tự tắt, nó sẽ tự tắt về tắt chờ. Bật nó lại tự chạy tí rồi tự tắt. Tóm lại là cái lỗi này là lỗi là bật chạy cái rồi tự tắt. Thì cái nguyên nhân này thì mình đã có vài video mình cũng nói về cái ban này rồi. Thì nó là chính là cái nguyên nhân là liên quan đến là cái cuối nguồn 5V cấp cho phần điều khiển, cho cái bo điều khiển này nó bị kém, nó bị lỗi. Trên một cái quạt mạch quạt điều khiển ấy, rất nhất là cái hãng Vidawin này này, nó sẽ có một cái mạch điện tử này. Trên cái mạch điện tử này nhé, để mình lấy nét cho mọi người xem cái mạch này. Trên cái mạch này nó sẽ có con ICV xử lý. Để nó sẽ con ICV xử lý này thì nó phải cần có nguồn nuôi, và nguồn nuôi của nó là thường là 5V. Thì nhà sản xuất sẽ có một cái mạch hạ áp trực tiếp từ AC220 thành một cái điện áp là DC 5V để cấp cho con ICV xử lý này hoạt động. Thì con ICV xử lý này sẽ tạo ra các chuỗi xung, các lệnh để kích các con chiếc này này. Thì do cái đây là cái quạt trần nên nó sẽ có 5 số, tương đương nó có 5 con chiếc, 1, 2, 3, 4, 5 này. Và vì là chỉ là quạt trần nên nó không có phím bấm, nó chỉ có một con mắt nhận điều khiển thôi. Nó sử dụng điều khiển mà, nó có cái mắt nhận này này. Thì cái mạch hạ áp của nó là nó sử dụng tụ điện. Thì bạn nào muốn tham khảo về cái mạch hạ áp này thì có thể theo tham khảo cái video mà trên thẻ đề xuất nhé. Mình đã làm rồi nên mình không nói nó nữa. Thì cái ban đặc trưng của nó ấy là con tụ hạ áp 1 mi 275V AC này nó bị hỏng. Tức là trong quá trình sử dụng ấy, là con tụ này nó sẽ bị giảm trị số. Nó đang dung lượng là 1 microfarad, bây giờ nó chỉ giảm xuống còn có 0,5 microfarad hoặc nhỏ hơn 0,4, còn 0,4 microfarad rồi. Dẫn tới ấy, là vì cái trị số của con tụ này nó không còn đạt như cũ nữa nó ấy. Dẫn tới là cái nguồn 5V đầu ra ở chế độ chờ thì đủ các bạn nhé. Ở chế độ chờ tức là vi xử lý chỉ ở trạng thái chờ thôi, chưa đưa lệnh kích các chiếc ấy, thì nó đủ 5V thì vi xử lý vẫn sống, vẫn hoạt động bình thường. Nhưng khi chúng ta bấm power ấy, thì là ngoài cái nguồn 5V đấy nó cấp cho vi xử lý ấy, nó còn tạo lệnh kích cho các con chiếc, dẫn tới là cái tải 5V nó sẽ tăng lên. Thì do con tụ này nó bị giảm trị số này, dẫn tới là nó không đáp ứng đủ dòng, không đáp ứng đủ dòng, dẫn tới là nguồn 5V nó bị tụt thấp còn có 4V hoặc 3V thôi. Thì khi điện áp 5V bị tụt như vậy thì con vi xử lý này sẽ trở về trạng thái tắt chờ, tức là nó sẽ không đưa lệnh kích nữa, coi như nó bị reset đấy. Thì khi nó reset thì nó không có lệnh kích các con chiếc này nữa, thì nó lại ở trạng thái chờ đấy, cứ là lại đang chờ phím bấm tiếp, phím điều khiển để lại bật đấy. Thì cái video này mình chỉ chia sẻ thôi chứ mình cũng chẳng thử cho các bạn, bởi vì là thử cái quạt trần này thì lằng nhằng lắm, bởi vì là cái máy quay mình đang để cố định. Thì con tụ này nó đang giảm trị số, thì nó là tụ 1 mi 275V AC, thì tương đương với là nó là 1 mi 400V DC các bạn nhé. Thì như mình có thể thay bằng con tụ này. Đây mình có con tụ này này, nó là 105 400V các bạn nhé, 400V DC đấy, thì tương đương với là nó là 105 275V AC đấy. Hoặc chúng ta có thể thay con tụ có xịn hơn, là nó có cũng là, để mình lấy nét đã. Con này cũng là 105 nhá, nhưng mà điện áp chịu đựng của nó là 630V thì nó tốt hơn một chút. Hoặc bạn nào không có tụ ấy, không có con tụ mua như mình như này, thì các bạn có thể sử dụng con tụ như này cũng được này. Các bạn có thể ra cái quán tiệm sửa chữa điện tử ấy, các bạn có thể mua con tụ 1,2 mi, hoặc là nếu mà có 1 mi thì càng tốt nhé. Tụ khởi động có cho quạt, tất nhiên là nó sẽ có dây như này, nó có dây này thì chúng ta cứ câu vào thôi. Đây con tụ 105 nó nằm chính vị trí này luôn, mình đã tháo nó ra rồi, nó hai chân ở đây này. Chúng ta thay nó vào thì chúng ta có thể thay tụ 1,2 mi hoặc 1 mi nó ok nhá. Quá lắm thì chúng ta thay con tụ 1,5 micro, tức là dung lượng nó lớn hơn này. Hoặc như một số bạn này thì chơi cả cái tụ lọc 2 mi ở lọc nguồn AC của nguồn bếp từ vào, thì tức là tóm lại là nếu mà bạn nào mà không có mà thay tụ 2 mi này hoặc 1,5 mi thì dung lượng nó to hơn, nó gấp rưỡi hoặc là gấp 2 ấy, thì là mạch nó sẽ vẫn hoạt động bình thường các bạn á, nhưng mà nó sẽ gây trường hợp như này này, vì là cái dung lượng tụ nó tăng ấy,
dẫn tới là khi mà điện áp nó cao ấy, điện áp đủ 220 ấy, thì là dẫn tới là cái ở chế độ chờ ấy, là cái dòng chảy tràn qua con DZ 5,1V này lớn hơn rất nhiều, dẫn tới là nó sẽ sinh nhiệt nhiều các bạn nhé, và có thể nó sẽ nhanh chết nếu mà chúng ta thay tụ dung lượng lớn quá. Nên mình chỉ khuyên các bạn thay tụ 1,2mm, quá lắm đến là 1,5mm thôi, còn nó 2mm thì là gấp đôi thì quá cao. Còn nếu mà không có thì chúng ta có thể là hàn đắp thiếc hai chân này ra thật nhiều của cái con DZ 5,1V này này để tản nhiệt cho nó nhé. Bởi vì đấy là khi mà tụ dung lượng cao ấy, cái mạch hạ áp mà tụ dung lượng nó lớn ấy, dẫn tới là cái nhiệt cái con dòng tràn qua con DZ này để nó ghim điện áp, mà nó ghim điện áp còn 5,1V ấy, thì nó dòng tràn qua nhiều thì dòng qua nhiều thì nó sinh nhiệt lớn và có thể nó sẽ chết, nên chúng ta sẽ tản nhiệt cho nó thì nó cũng được. Nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn nên thay chỉ tầm 1,2mm thôi, 1,05 hoặc 1,2mm, 1mm hoặc 1,2mm là cùng thôi các bạn nhé. Và chúng ta có thể thay bằng tụ khởi động quạt cũng càng tốt nhé, bởi vì cái tụ khởi động quạt này điện áp chịu đựng AC của nó còn cao hơn, nên có thể nó sẽ bền hơn các bạn ạ. Như tụ zin của nó, điện áp AC chịu đựng của nó chỉ là 275V, bởi vì nó hoạt động ở điện áp AC 220 mà, nên nhà sản xuất họ sẽ tính là điện áp sẽ chịu đựng cao hơn 220, tức là 270V, 75V đấy, những cái thông số như vậy. Hy vọng qua video này, sắp mùa hè sắp tới thì các bạn có thêm một cái tham khảo khi sửa các ban bệnh liên quan đến quạt điều khiển nhé. Cụ thể trên cặp quạt trần, kể cả quạt điều khiển của hãng Vidawin, quạt bàn hay quạt treo tường, nó cũng gây ra cái bản loa này rất là nhiều. Bật lên, chạy được tí thì tự tắt các bạn ạ. Còn cái video của mình thì sẽ kết thúc ở đây nhé. Chào các bạn.